Mày trả lời cho anh coi, cái nốt ồ ồ sau mỗi cái nốt cái câu phiêu của em đó là cái gì? Hả? Để em hát cái gì ta? Cành đào hồng thắm tươi nồng. Nè, lối về quanh có chẳng nếu bước chân tôi về nồng. Mày giải thích cho anh coi, nó ồ là cái gì? Là tại sao lại có cái nốt ồ đó? Ừ. Sao lại có cái nốt lấp chỗ trống, lấp chỗ trống. Mà cái chỗ nó có trống không?